Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra quyết định xử phạt hành chính 70 triệu đồng với ca sĩ Sơn Tùng MTP, đồng thời tiêu hủy bản ghi hình There's No One và nộp lại số lợi thu được từ MV này. Tránh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành xử phạt vi phạm hành chính với công ty trách nhiệm hữu hạn MTP Entertainment vì có hành vi vi phạm lưu hành bản ghi hình One wanado no, no, no. trên trang mạng xã hội youtube có hình ảnh động tác phương tiện biểu đạt hình thức biểu diễn tác động tiêu cực đến đạo đức sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội mức phạt là 70 triệu đồng bên cạnh đó yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn mtp entertainment có trách nhiệm tiêu hủy bản ghi hình One wanado no, no. nộp lại số lợi thu được từ mv tháo gỡ bản ghi hình dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kỹ thuật số